Doha Cup 2023 tại Qatar tới đây có thể được xem là một bài test hạng nặng dành cho U23 Việt Nam dưới thời tân thuyền trưởng Philippe Troussier. Những lá thăm may rủi cũng đã giúp cho các chàng trai trẻ của Việt Nam có cơ hội cọ sát và học hỏi từ hai đội bóng được đánh giá cao tới từ Tây Á là U23 Iraq cùng U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Dù là cái tên nào thì đây cũng đều là cơ hội để ông Troussier đánh giá được chính xác thực lực của các học trò trước thềm SEA Games 32. Nhất là ở trong loạt thứ hai của Doha Cup thì U23 Việt Nam sẽ chạm trán với U23 UAE, một đội bóng có thể được coi là rất triển vọng tại giải đấu lần này. Với việc nước chủ nhà Campuchia không cho phép bất kỳ đội tuyển nào sử dụng cầu thủ quá tuổi ở SEA Games 32 tới đây, thì ông Philippe Troussier sẽ buộc phải sớm tìm ra được cho mình bộ khung tốt nhất để hướng tới hành trình bảo vệ huy chương vàng. Dù có được lợi thế là từng có kinh nghiệm làm việc với các thủ U23 hiện tại trong quá trình dẫn dắt U19 Việt Nam quá khứ, thì vị chiến lược gia người Pháp chắc chắn vẫn sẽ cần đến những bài test ở những giải đấu đích thực mới có thể đánh giá được chính xác nhất năng lực của các học trò. Một bất lợi dành cho đa số các thành viên của U23 Việt Nam trong đợt tập trung lần này chính là việc hầu hết cao thủ đều không có quá nhiều cơ hội để thi đấu trong màu áo câu lạc bộ chủ quản tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sự đối nghịch lại được thể hiện rõ trong thành phần đội hình U23 UAE tham dự giải đấu lần này. Với trong đội hình của đội bóng trẻ này có rất nhiều cầu thủ có kinh nghiệm ra sân tới 20 trận ở giải vô địch quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài ra thì cũng có tới 9 cái tên trong danh sách của U23 UAE lần này đã từng tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2022, giải đấu được tổ chức ngay tại chính các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tiềm năng của lứa cầu thủ U23 UAE ở thời điểm hiện tại chính là trái ngọt đến từ hệ thống đào tạo trẻ Dubai Academy, nơi đặt nền móng dành cho tài năng của những tài năng như Harif Suhail hay là Zayed Sultan trở thành tương lai của nền bóng đá quốc gia này. 25 cái tên mà đội tuyển U23 UAE triệu tập cho giải đấu lần này chỉ có độ tuổi trung bình là 21,8 tuổi, độ tuổi có thể được coi là vô cùng trẻ trung so với những đối thủ khác tại giải đấu lần này. Bên cạnh lứa cầu thủ tài năng mà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang sở hữu, thì họ cũng có trong tay một vị huấn luyện viên giàu tiềm năng là ông Denis Silva. Bản CV của ông thầy người Tây Ban Nha được ghi dấu ấn bởi quãng thời gian làm việc với vai trò của huấn luyện viên đội trẻ Barcelona. Vị chiến lược gia sinh năm 1982 đã từng là trợ lý huấn luyện viên của U18 Barca cho đến khi chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng của lứa trẻ này. Ông Denis Silva thậm chí cũng đã từng được nắm trong tay quyền chỉ đạo lứa U19 của Barcelona trước khi tới châu Á ngồi vào chiếc ghế nóng của U23 UAE. Với quãng thời gian làm việc tại môi trường chuyên nghiệp của Barcelona, thì ông Silva cũng đã sở hữu cho bản thân một tư duy chơi bóng với sở trường là lối đá ban mật nhỏ, đẹp mắt đúng với tôn chỉ của gã khổng lồ xứ Catalan. Đặc biệt, một trong những học trò nổi tiếng của ông thầy người Tây Ban Nha chính là Ansu Fati, ngôi sao từng được hàng triệu culé trên thế giới đặt niềm tin về việc trở thành một biểu tượng mới của sân Camp Nou. Sự kết hợp giữa một lực lượng đồng đều và tài năng với một vị huấn luyện viên trưởng chất lượng như ông Silva chính là tiền đề để U23 UAE tự tin hơn vào hành trình sắp tới tại Doha Cup 2023. Tại giải đấu giao hữu lần này, thì lứa trẻ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ không thể có được sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất của lứa trẻ bóng đá nước này chính là nhạc trưởng Harif Suhail. Sự khác biệt về trình độ của Suhail đã giúp cho sao trẻ được trao cơ hội cấp độ đội tuyển quốc gia và không thể nằm trong danh sách của U23 UAE lần này. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì trong thành phần đội hình của UAE cũng vẫn còn đó những ngôi sao được chuyên trang Transfermarkt đánh giá rất cao như là Zayed Sultan với giá trị lên tới 800.000 euro, tiền vệ Al-Balousi với mức định giá 300.000 euro hay Mohamed Abdulaziz, ngôi sao trẻ cũng đã được định giá lên tới 400.000 euro. Nhìn vào những thống kê ở trên thì có lẽ người hâm mộ của bóng đá Việt Nam cũng đã phần nào mường tượng ra được những khó khăn mà ông Philippe Troussier cùng các học trò sẽ phải đối mặt ở giải đấu lần này. Nhưng chắc chắn U23 UAE sẽ không phải là trở ngại duy nhất dành cho phù thủy trắng cùng các học trò, khi mà U23 Iraq cũng là một đội tuyển quy tụ không ít những sao trẻ đáng chú ý ở châu Á. Đây cũng có thể được coi là một tập thể có thể mang tới cho U23 Việt Nam không ít khó khăn ngay ở trận đấu đầu tiên. Dù chỉ là lứa U23, những 25 cái tên mà huấn luyện viên Radi Senesen đã triệu tập trước thềm Doha Cup lần này có tổng giá trị đội hình lên tới 4,28 triệu euro. Đặc biệt trong đội hình được U23 Iraq công bố hồi đầu tháng 3 vừa qua, có sự góp mặt của rất nhiều tài năng trẻ đều đang thi đấu ở châu Âu như Evert Baram của Nuremberg, Mustafa Omran của Atalanta hay là Hani Nosei từ Thụy Điển cùng không ít những tài năng sáng giá khác. Một cái tên khác cũng đặc biệt được vị thuyền trưởng của U23 Iraq đánh giá rất cao, đó là hậu vệ Yusuf Al-Imnam.
Hậu vệ mới chỉ 18 tuổi này đang là một trong những cầu thủ thi đấu cực kỳ nổi bật trong màu áo của câu lạc bộ Malmö tại giải vô địch quốc gia Thụy Điển. Chính vị chiến lược gia của UEFA Iraq đã không tiếc lời để dành tặng cho sao trẻ của mình và mong rằng sự hiện đại trong lối chơi của tài năng này sẽ bổ sung thêm chất lượng dành cho hàng thủ đội bóng. Sự xuất hiện của Yusuf Al-Imam có thể được xem là phương án thay thế dành cho Zidane Ibark. Sao trẻ của Manchester United đang phải trải qua quãng thời gian nước rút của mùa giải tại nước Anh. Chính vì vậy mà ông Senase đã quyết định không triệu tập thêm sao trẻ Quỷ Đỏ để anh tiếp tục tìm kiếm chỗ đứng cho bản thân trong màu áo đội bóng chủ quản. Tổng cộng UEFA Iraq đang có tới 7 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài tại các quốc gia như là Thụy Điển, Italia, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và cả Anh. Thậm chí có một điểm chung thú vị giữa những cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài chính là việc đây mới chỉ là lần đầu tiên mà những cái tên này được triệu tập lên đội tuyển U23. Dù đã mang tới Doha, Qatar một đội hình có giá trị lên tới 4,28 triệu euro, nhưng đây vẫn chưa phải những cái tên ưng ý nhất mà đội tuyển nước này đang sở hữu. Họ vẫn còn đó một số gương mặt nổi bật không thể triệu tập trong đợt tập trung lần này như hậu vệ Kakdo Sidik, người đang thi đấu cho UEFA Crystal Palace, hay cùng với đó là Alexander Alharaha, tài năng trẻ của Queen Park Rangers. Đó chính là những minh chứng rõ rệt nhất cho sức mạnh chiều sâu cả về mặt chất lẫn lượng của đội tuyển UEFA Iraq tại giải đấu tới đây với UEFA Việt Nam. Đội bóng tới từ Tây Á cũng có thể được xem là một đối thủ nhiều duyên nợ với các chàng trai trẻ của UEFA Việt Nam. Khi mà cũng mới chỉ một năm trước đây thôi thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số không đều tại Dubai Cup 2022. Vẫn còn đó không ít những gương mặt của những chiến binh sao vàng đã đối đầu với Iraq cách đây một năm sẽ có màn tái ngộ ở trận đấu sắp tới như Quan Văn Chuẩn, Lương Duy Cường, Trần Quang Thịnh và cả một số cái tên khác nữa. Ngoài ra thì UEFA Việt Nam cũng đã từng chạm trán với UEFA Iraq ở vòng chung kết UEFA châu Á 2018 tại Trung Quốc. Đó cũng là giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một chiến thắng giàu cảm xúc trước đối phương ở tứ kết và tạo tiền đề cho hành trình tiến tới chung kết đầy cảm xúc. Dù chắc chắn sẽ không thể còn có được sự phục vụ của lứa cầu thủ sinh năm 2018 ở trận đấu tới đây, nhưng với kinh nghiệm đã có được ở những lần đối đầu trước đó thì chúng ta có quyền tự tin vào một kết quả có lợi và Doha Cup tới đây trước hai cái tên quen thuộc của Tây Á. Một trong những vấn đề có thể mang tới nhiều lo lắng nhất cho các cổ viên của U23 Việt Nam thời điểm hiện tại chính là tính liên kết giữa các cầu thủ. Bởi trước khi tiến tới trận đầu tiên của Doha Cup vừa qua thì U23 Việt Nam cũng chỉ có duy nhất một trận giao hữu với Phú Thọ. Trận đấu chắc chắn đã giúp cho ông Trossier nhận ra rất nhiều vấn đề tồn đọng của đội bóng ở thời điểm hiện tại. Quãng thời gian ngắn vừa qua có lẽ sẽ là không đủ để Phù Thủy Trắng giải quyết được triệt để những vấn đề còn tồn đọng của U23 Việt Nam. Nhưng với kinh nghiệm đã có cùng với lứa trẻ của đất nước hình chữ S thì chắc chắn chúng ta có quyền đặt niềm tin vào những bất ngờ mà ông thầy người Pháp có thể tạo ra ở giải đấu lần này. Một sân chơi hội tụ đầy đủ những anh tài của châu lục như Doha Cup 2023 đã sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để U23 Việt Nam kiện toàn lại lực lượng cũng như lựa chọn được bộ khung ưng ý nhất của mình. Đó chính là bệ phóng để những chiến binh sao vàng có thêm động lực nhằm cải thiện bản thân và tìm kiếm sự công nhận của ông Trossier với mục tiêu lớn nhất chính là bảo vệ tấm huy chương vàng ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay.